Tiếp tục cái câu chuyện mà nhà ở quận nhất á, thì một ngày mình sẽ ăn uống và đi chơi ở đâu? Mà chọn cái kiểu staycation để đổi không khí này nè, là chưa vô nhận phòng xong trời mưa ngủ tới tối luôn. Rồi dặn nó kêu ông ba dậy nấu ăn á, mà tôi ngủ á, nó cũng ngủ tới 6-7 giờ tối luôn. Định dậy kiếm cái chảo để nấu cái gì ăn, mà quên nó có biết nấu ăn đâu. Mà tủ lạnh á cũng có cái gì đâu mà nấu. Xong rồi xuống dưới hỏi cô dưới xe gần đây có gì ăn ngon không. Cô kêu kế bên nhà có tiệm bánh mì ngon mà nổi tiếng nha. Xong rồi nghe ngon tôi cũng hí hửng cầm 50 qua một ổ bánh mì. Rồi mới biết là bánh mì quần hoa 65.000 một ổ. Rồi trời đất ơi, cái ổ này chắc ăn no tới cuối tháng luôn quá. Ước lượng đâu khoảng 1 ký thịt xong rồi 1 ký chà bông ở chổng á. Cái này cũng là lần đầu mà mình ăn bánh mì ở đây luôn á. Tôi thấy bạn nào mà biết nấu ăn tới đây đi cái chợ kế bên nè. Rồi về staycation là có son, nồi, chảo, bếp nút lò dưới sóng gì đầy đủ hết. Rồi đó tranh thủ ăn xong tới thằng con trai tôi ăn. Bữa ăn của con muối thì đơn giản hơn, chỉ có hạt với ức gà. Ăn no là tối nay canh cho ông ba ngủ nha. Chứ mấy cái chung cư cũ ở quận nhất á thì cũng hơi rén. Giải quyết vấn đề cái bụng xong á, là hai cha con dắt tay nhau đi dạo ở New World đối diện nè. Mà ai thắc mắc á tại sao quận nhất mà vắng dữ vậy? Tại vì bây giờ cũng 12 giờ 1 giờ sáng rồi đó. Sáng rồi vậy thôi mấy bạn ơi. Sáng dậy á nhìn ở quận nhất người ta đi làm tấp nập ghê. Mà cũng tấp nập cỡ Vương quốc Bình Tân chứ không khác gì hết. Mà dự định ban đầu á là ra công viên Tao Đàn chạy bộ một xíu. Rồi có ai hai lúa như tôi không? Giờ mới biết mấy công viên này không cho đem bét vô. Nên thôi qua ngã tư khúc Mạc Đình Chi với Nguyễn Thị Minh Khai ăn sáng nè. Giờ tôi mới biết á là giữa quận nhất vẫn còn tồn tại cái dĩa mì xào thập cẩm. Mà hả có 20 cành thôi. Một cái dĩa thập cẩm là vừa có chả lụa, chả cây, hoành thánh rồi chả giò. Giờ tôi tranh thủ ăn xong rồi hai cha con tôi về lại Bình Tân. Kết thúc một ngày sống thử ở quận nhất.